Chào các em, hôm nay ta lại gặp nhau ở vòng thi số 15, là vòng thi cấp huyện, quận, thành phố đúng không? Huyện, quận, huyện chứ nhỉ? Thành phố với tỉnh thì tới mùng 20 tháng 3 cái mới thi. Để mùng 6 tháng 3 là bảng A thi. Thầy sẽ giải cái bảng B cho các em tham khảo. Và sau khi kết thúc mùng 6 tháng 3, thầy sẽ ra tiếp các khóa học là V64, 74, 84, 93 để các em có thể, những em mà đậu huyện rồi đó, chúng ta chuẩn bị đánh trận ở vòng tỉnh nha. Rồi, ra vào bài thi số 1. Tìm kho báu. Ở nick số 1 chắc thầy giải nhanh. Ở nick 2 thì mới bắt đầu giải kỹ các em nhé. Hình vuông ABCD có độ dài AB bằng 6, như vậy AC sẽ bằng 6 căn 2. Các em tính 6 căn 2 ra là lấy xấp xỉ 8,49. Dùng định lý Pythagore thôi em nhé. Hình vuông có độ dài cạnh 6 thì đường chéo sẽ bằng 6 bình cộng 6 bình ha. Rồi mình lấy căn sắp xỉ ra sao. Cái này thì các em bấm máy luôn đi cho đỡ mệt nhé. Nó cũng đơn giản mà. Bấm máy luôn. Căn 6,25 trừ 5 căn của 0,49 nhân cho 19 lần căn của 36 trên 361. Trừ 17 căn của 81 phần 289. Nhờ máy tính giúp thôi. Đáp án là 3 cái. Cái này ta tính nhiều rồi không? Bây giờ thầy không có giảng nhiều nữa. Trong các khóa học về 71, 72, 73 là thầy giải cái loại này không biết bao nhiêu lần à. Đây trang web của thầy các em nhé. Các em vào theo dõi thường xuyên. Cuối học kỳ 2 này, thầy sẽ bắt đầu dạy thêm chương trình lớp 8. Và trong hè thầy sẽ nâng cao chương trình lớp 7. Và chương trình lớp 8 trên lớp thầy cũng sẽ dạy dần luôn. Rồi, như vậy là các em nhẩm, các em sẽ thấy là A sẽ là 2 phần. Đúng không? A là 2 phần. Đây, 15A bằng 10B bằng 6C thì ta chia cả tử và mẫu. A trên chia cho 30 đi ha. 15A chia cho 30 sẽ bằng 10B chia cho 30 sẽ bằng 6C chia 30. Từ đây các em sẽ có là A là, như vậy là A sẽ là 2 phần, B 3 phần và C sẽ là 5 phần các em nhé. Giờ một phần thì đặt là X đi. Như vậy từ đây các em suy ra là A nhân B nhân C là theo đề là bằng 1920. Đó, theo đề là ABC bằng âm 1920. Từ đây mình suy ra là A chính là 2X nhân cho 3X nhân cho 5X, được không? Vậy là bằng âm 1920.
2 nhân 3 nhân 5 là bao nhiêu? Là 30 đúng không? 30 x mũ 3 sẽ bằng âm 1920. Từ đây các em suy ra là x mũ 3 là bằng, x mũ 3 sẽ bằng gì? Âm 1920 chia cho 30 là bằng âm số 4. Âm số 4 rồi thì suy ra x sẽ bằng âm 4. X bằng âm 4, khi đó A cộng B cộng C sẽ bằng 2X cộng 3X cộng 5X, tức là bằng 10X. 10X là bằng 10 nhân cho âm 4. 10 nhân âm 4 là bằng âm 40. Rồi âm 40 lấy trị tuyệt đối nữa, vậy K sẽ bằng giá trị đối âm 40 là bằng 40 ha. Tiếp tục, tam giác ABC cân ở A có trung tuyến là AM. Em vẽ hình đi. 1,6 AM 1,6 cạnh bên 3,4. Vậy dùng cái tao đo thôi. 3,6 bình trừ 1,6 bình rồi lấy cân. Thấy không? ABC cân về A có trung tuyến là 1,6 nè. Cạnh bên 3,4 bình phương trừ 1,6 bình phương, lấy căn là ra 3. Vậy cạnh đáy là nhân đôi 3 lên là thành 6. Rồi cho tam giác ABC cân tại A, ta vẽ cái hình thử coi. Tam giác cân, cái này như thầy dạy trong khóa học V83 rồi sao á. Cái hình của nó như sau. Vừa thôi. Mảnh nhỏ, chấm nhỏ, nét mảnh. Rồi ok. Tam giác có tên là A nè, B nè, C. Bình cao BK. Đúng luôn, bạn em làm rồi kìa. Để xóa mấy cái điểm này đi. Mạnh. Đặt tên điểm này là điểm K ha. Theo đề thì AK 15. AK 15 nè. Còn KC thì bằng 10. Ồ, cũng dễ thôi kìa. Bài này làm rồi, đúng bài trong V83. Nhưng mà lớp 7. Lớp 7 cơ. V73 cơ. 15 với 10 cộng lại là sẽ bằng 25. Đúng không? 25. Bên này 25. Cạnh bên bằng 25. Rồi, dùng Pythagore trong tam giác ABK kem tính 25 bình trừ cho 15 bình thì nó sẽ bằng 400. Như vậy là cái cạnh BK là bằng 20. Đó, chỗ này là bằng 20 nè. Pythagore thôi. Tại đây 20, đây 10 thì các em lại tiếp tục dùng Pythagore. 20 bình là 400, 10 bình là 100, cộng lại là 500. Vậy BC sẽ bằng căn 500. Qua nít 2 thầy sẽ giải hết các cái ô này luôn nha. Đừng để điểm rơi. Cho đoạn AB MN là trung điểm. Vẽ hình đi. Nếu mà khó quá thầy mới giúp. MN biết đoạn AB cắt đoạn thẳng MN tại trung điểm Y. Rồi AM thì lại bằng AN. Vậy thành đường chung trục mất rồi, đúng không? BM thì bằng BN. Như vậy số đo của góc AIM là bằng 90 độ. Em vẽ ra thấy đường chung trục ạ. Cái này thì thôi tao bấm máy cho rồi. 2 x 3 6 mũ 6
trên 18 nhân 3 mũ 3 nhân cho 12 mũ 5 rồi lấy căn là được 6 kìa. Cái này thì ta lấy x là số hạng ngoài ha, ta lấy tích hai số hạng trong chia cho số hạng ngoài đã biết, cái này trong khoa học về 71 nha, trừ 1,14 nhân cho trừ 5,12 chia cho 1,2 kết quả là 4,864. Giải bằng phương trình tích. Xin lỗi các em, thầy tưởng các em lớp 8. Cái này thì mình dùng tính chất phân phối ha. Dùng tính chất phân phối các em. X bình phương là x nhân x, còn 3 nhân x là x nhân 3 bằng 0. Đổi đề, lấy x ra dùng chung ở trong x cộng 3 bằng 0. Tới đây nè, x nhân cho x cộng 3 bằng 0 thì một trong hai này phải bằng 0, x này phải bằng 0 hoặc là x cộng 3 bằng 0. Nếu x bằng 0 thì là x bằng 0 rồi, còn x cộng 3 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 3. Vậy ta có hai kết quả, trừ 3 và 0. Có hai đội công nhân, hai đội công nhân 35 người, 35 người 16 ngày thì được 864 mét khối. Như vậy bây giờ có 20 người, có 20 người trong vòng bao nhiêu? Trong vòng 14 ngày thì bao nhiêu mét khối đây? Cũng dễ thôi kem. Kem lấy cái máy tính ra cho thầy đó. Đâu rồi cái máy tính, đâu rồi? Trời ơi, thôi khỏi cần máy tính đi. 35 người nhân trong 16 ngày thì có bao nhiêu công nhỉ? Kem lấy 35 nhân 16 là 560. 560 công nữa ha. Rồi 864, lấy 864 chia cho 560 công. Rồi bây giờ các em lại nhân cho 20 nhân cho 14 là bằng 432. Này hơi khó hiểu chút. Bây giờ 35 người nhân 16 ngày thì coi như là mỗi người là làm được 16 công đi ha. Mỗi người một ngày là một công. Như vậy là 35 người nhân cho 16 ngày á là được 560 công. Rồi các em lấy 864 chia cho 560 là được một công đó, là được bao nhiêu mét khối đó. Rồi mình nhân cho 20 nhân 14 là ra 432 thôi. Cái này em nào mà thực tế nhiều thì sẽ rõ hơn ha. Rồi cho tam giác. Tam giác này nếu các em vẽ ra các em sẽ thấy tam giác vuông. Nếu vẽ ra chúng ta sẽ thấy tam giác vuông. Đây, thầy vẽ tam giác vuông cho các em coi. ABC vuông ha. Đang rảnh mà. Rồi. A B AB ngắn nhất. Rồi tới AC. 9, 15, 12 dùng bi ro đảo. Các em sẽ thấy là tam giác vuông 15, 12, 9. 9 đây, 12 đây, 15 đây. Như vậy tam giác này tam giác vuông các bạn. Bây giờ mình lấy điểm D trên cạnh AC. Ví dụ điểm này điểm D đi. Rồi người ta bắt tính BD. Lại dùng bi ro. Hồi nãy là 15 bình bằng 12 bình cộng 9 bình đó. Bây giờ tam giác này vuông ở A.
Bây giờ AD nó sẽ bằng 2. Thì các em dùng định lý Pythagore trong tam giác ADB. Lấy 9 bình cộng 2 bình. 9 bình cộng 2 bình là bằng 85. Và lấy căn 85. Hai số phân là 9,22. 9,22. Rồi, cái này ta dùng dãy bổ củi ở bọn lớp 6. Các trò lớp 6 là các em biết rồi ha. Bây giờ thầy sẽ có 15 trên 11 nhân 14 cộng cho 15. Kéo ra đây làm cho nó xứng. Đó, vậy đi ha. Chấm chấm cộng cho. Này dùng chức năng tổng dồn sigma cũng được kìa. Nhưng mà thôi, ta tính bằng tay đi cho nó hay. Đây là 74 nhân cho 77. Giờ 15 thì tách ra là thành 3 nhân với 5 này. Đây cũng vậy, 5 nhân cho 3 đây. Đây là 3. Dưới này là 5. Rồi 5 nhân mở ngoặc 1 phần 11 trừ do 1 phần 14. Phân tính kiếm thử lại đi. Cái ngoặc đơn nó trừ nhau đúng bằng 3 phần 11 nhân 14 luôn. Rồi tương tự bên này cũng vậy ha. Bên này cũng vậy. 14 nhân 17 cộng chấm chấm cộng vân vân cho tới 74. Bên này là 77. Rồi rút nhân tử chung, rút số 5 ra. Ở trong các em còn 1 phần 11 trừ 1 phần 14 cộng 1 phần 14 vân vân. Nó diệt nhau chết hết ha. Cho tới cuối cùng là bằng 1 phần 11 trừ cho 1 phần 77. Các em coi lại khóa học V83 cũng có cái loại này. Lúc giải phương trình á, nó triệt tiêu nhau hết. Giờ mình đánh cái này thôi. 1 phần 11 trừ cho 1 phần 77 mình nhân cho 5 sẽ bằng 30 phần 77 thôi. Vẫn chưa có câu nào thực sự khó nhỉ. Cái này giải bình thường thôi kìa. 1 phần 3 trừ x có khả năng là bằng 2 hoặc là trừ 2. Rồi các em giải ra hai kết quả và chọn kết quả dương thôi. Quả dương sẽ bằng 7 phần 3. 7 phần 3 nhé. Rồi bài này chắc khó đây. Đọc cái đề coi. Góc 45 độ. Góc 45 độ. Rồi góc 120 độ. Cỡ này là vừa. A đây. Đặt tên A, B, C. 45, 120. Đây 45 các em, đây 120. Vậy giật mình luôn, bên phản xạ định lý tổng ba góc, bên này sẽ bằng 15. Rồi trên tia đối tia CB. Tia đối là tia đây. Kéo ra sao cho nó gấp đôi bên kia. CD gấp đôi. Rồi, có vẻ gấp đôi rồi đó. Rồi, nối góc
ADB bạn. Tính chỗ này. Ồ, bài này khó quá kìa. Bài này thì kem thua rồi. Bài này hơi khó. Bài này thì kem đúng. Như vậy là thầy sẽ bổ sung thêm cái dạng toán này ở khóa học V74. Thầy sẽ bổ sung dạng toán này vô khóa học V74 để các em thi tỉnh. Dạng toán này gọi là dạng toán tam giác đều, tam giác cân ha. Rồi bây giờ thầy giảng em sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thôi cố gắng hiểu nha. Em nào hiểu được thì xin chúc mừng, còn hiểu được thì hãy tham gia khóa học V74 sẽ rõ hơn. Giờ góc này 120 á, thì góc bên cạnh á, nó sẽ ra là 60. Kê bù mà, đúng không? Rồi từ D thầy kẻ đường vuông góc xuống, kẻ đường vuông góc xuống thì các bạn có thể thấy là cái hình này nè, hình tam giác CDE, hình tam giác CDE nó sẽ là nửa, một nửa của một tam giác đều. Giờ thầy bổ sung nhé, bên này thầy lấy một đoạn bằng với lại CE. Thầy lấy một đoạn bằng CE bên này, thầy đặt tên là F đi, F ha. Giờ là EF sẽ bằng EC, đúng không? F bằng EC, nó là thầy tự lấy mà. Lúc đó thầy nối DF lên thì các em sẽ chứng minh được tam giác này nè, DCE với lại tam giác DFE là bằng nhau. Thầy trường hợp cạnh nè, góc vuông nè, rồi cạnh góc cạnh, đúng không? Và khi tam giác này bằng nhau á thì cái góc C 60 thì cái góc F bên cạnh cũng sẽ là 60. Xét tam giác DCF, hai góc này 60 rồi thì còn góc CDF ở phía trên cũng là 60 thôi. Vậy các em thấy rõ tam giác đều chưa? Tam giác đều đúng không? Mà tam giác đều á thì anh bạn CD, cái cạnh CD sẽ bằng cạnh CF, sẽ bằng cạnh CF. Giờ có nhiều em là thầy nói vậy chứ cũng không có để ý được thầy nói cái gì. Thì bây giờ thầy sẽ viết tóm tắt một số ý để cho các em hiểu. Tóm tắt một số ý ha. Các em hiểu. Tóm lại là tam giác CDF là đều. Từ đây các em suy ra là CE sẽ là bằng 1/2 của CF. Mà CF thì cũng bằng CD. Chúng ta biết đều mà. Như vậy là CD chia đôi. CE sẽ bằng CD chia đôi. Mà BC cũng bằng CD chia đôi kìa. Cái này để cho này. Thầy không phí tí nào. Đây. CD bằng 2 lần CB mà. Không. CD bằng 2 lần CB này. Tức là CD gấp đôi CB đó, vậy là CB bằng nửa. Vậy từ đây các em suy ra là CE sẽ bằng BC. Như vậy là cái tam giác BCE cân. Nhớ là cân kìa. BCE cân. Rồi tam giác này cân thì dẫn tới chuyện gì? Các em biết tam giác này cân thì dẫn tới chuyện gì không? Thì lúc đó là lúc đó là tam giác DBE cũng cân cơ mà. Tại sao vậy? Hãy nhìn đây. Giờ cái góc 45 này thì bỏ đi. 45 này thì bỏ qua một bên. Giờ các em nhìn cái tam giác CEB là tam giác cân nha. Cân ở C mà góc ngoài là bằng 60 độ nè. Góc ngoài 60, tam giác CBE cân thì hai góc ở đáy phải bằng nhau. Hai góc ở đáy là cái góc E x độ nè, B cũng x độ, mà hai góc này
này bằng nhau mà cộng lại bằng 60, góc ngoài bằng tổng áp trong kề nó, vậy chỗ này sẽ bằng 30. Gì nữa, này cũng bằng 30, thấy không? 30. Bây giờ các em lại chú ý tiếp ha, cái tam giác CDE, tam giác CDE là một tam giác vuông, tam giác vuông, tam giác vuông mà có góc này 60. Như vậy phía trên này, cái góc nhọn phía trên này là 30 này. Cái góc CDE là bằng 30. Thì tam giác vuông tại E có này 60, đây 30. Rồi như vậy là tam giác DEB là có hai góc 30. Vậy là tam giác cân. Cân ở E. Cân ở E rồi thì DE sẽ bằng BE. Cân ở E thì DE bằng BE. Rồi các em lại chú ý tiếp. Cái góc B to lớn này nè, lúc đầu thì nó bằng 45 độ thầy vừa lôi ra nãy nè. Lúc đó bằng 45 độ mà cái góc này chiếm 30 rồi. Như vậy cái phần trắng trắng thừa lại nè sẽ là 15 độ. Các em hiểu nổi không? 15 độ. Như vậy giờ lòi ra một tam giác cân nữa, đó chính là tam giác EBA. Tam giác EBA cũng cân các em ơi. Vậy thì có góc 15 15 nè. Như vậy là cạnh EB sẽ bằng cạnh EA. Không? Cạnh EA. Cạnh EA bằng cạnh EB. Mà hồi nãy cạnh EB bằng cạnh ED. Như vậy tam giác DEA là vuông cân. Vừa vuông vừa cân ở E. Nãy giờ thầy giảng rồi, các em tôi tới tôi lui sẽ hiểu thầy giảng cái gì thôi. Tam giác DEA vuông cân, đó là cái ý chốt cuối cùng của mình. Vuông cân thì cái góc này trên này nè, góc EDA sẽ bằng 45. Góc EDA bằng 45, vuông cân mà. DEA vuông tại E thì góc nhọn phía dưới này sẽ 45 cộng với 30 là sẽ bằng 75. Đó chính là góc ADB. Tóm lại góc ADB là bằng 30 cộng 45 bên cạnh là bằng 75. Đề khó quá. Câu đó quá khó. Ôi trời, còn có một câu à? Còn có một phút à? Rồi. Rồi bài này thì thầy cũng giải nhẹ nhàng thôi các em. Ba đội công nhân, thầy tạm gọi là đội 1, đội 2 và đội 3 đi. Mỗi công nhân có năng suất làm việc như nhau. Đội 1 làm việc trong 4 ngày, đội 2 làm việc 6 ngày đó. Đội 3 làm việc trong vòng 5 ngày. Rồi, đội 2 làm việc 6 ngày. Đội 1 là mấy nhờ? 4 ngày. 4 ngày xong. Đội 2 làm việc 6 ngày. Đội 3 chưa biết. Đây là bài toán tỷ lệ nghịch đó. Đội nè. Đội 1 là như thế, đội 2 là như thế. Đội 3 là x ngày. Đội 3 đã biết không? Thì gọi là x ngày đi. Nhờ số ngày xong ha. Ngày. Nó vậy cho dễ nhìn. Tổng số người. Người của đội 1 thầy gọi là A người. Người của đội 2 thầy gọi là B người. Người của đội C là không biết bao nhiêu. Nhưng mà người ta cho một dữ kiện này. Tổng số người của đội 1 và đội 2 đó. Đội 3 này là 3 la mã. Nãy giờ thầy gõ 3 thường, cái nhiều lúc không hiểu. Đội 2 hai là mã, đội 1 là 1 la mã ha.
Đó, đội 1 là làm 4 ngày xong, đội 2 6 ngày xong, đội 3 là x ngày xong. Đội 1 có A người, đội B có, đội 2 có B người. Đội 3 thì số người là thua đội tổng đội 1 và đội 2 5 lần. Tức là các em lấy đội 1 A người cộng đội 2 là B người chia cho 5. Đây là số người của đội đội thứ 3 này. Hiểu nổi không? Chắc là hiểu. Không hiểu nữa thì chịu. Đó. Bây giờ số ngày và số người tỷ lệ nghịch ai cũng biết rồi, học khóa V72 rồi. Tỷ lệ nghịch số ngày và số người là tỷ lệ nghịch, cho nên các em sẽ suy ra là tích của ngày với người là sẽ không đổi. Đó. Vậy chúng ta sẽ có là gì? 4A là bằng 6B và bằng x nhân cho A cộng B tất cả trên 5. Vậy thôi. Rồi bây giờ ta theo khóa học V73, các em đưa số 4 xuống dưới là thành 1/4. Rồi theo khóa học V73, các em đưa số 6 xuống dưới là thành 1/6. Và bên này cũng vậy, các em đưa x xuống dưới là thành 5/x. Vậy thôi. Như vậy để ý, nếu các em để ý kỹ, các em sẽ thấy là cái tỷ số thứ 3 bằng 2 tỷ số ban đầu, đúng không? Tỷ số thứ 3 bằng 2 tỷ số ban đầu này, mà cái tử của nó là bằng hai cái tử này cộng lại. Vậy có nghĩa là cái mẫu này chính là hai cái mẫu này cộng lại, đúng không? Vậy là 1/4 cộng 1/6 thì chính là bằng 5/9x. Rồi từ đây mình tìm x thôi, đúng không? Mình tìm ra cái chỗ này hơi khó hiểu em nhé. A trên 1/4 bằng B trên 1/6 là bằng cái này. Là tại sao lại suy ra được cái dưới này? Nó hơi khó hiểu. Thôi các em quên cái tỷ số thứ 3 đi, em sẽ giải một cái hiểu chỗ này, tạm quên nó. Thì theo thông thường á, thì A trên 1/4 bằng B trên 1/6 nó sẽ bằng là A cộng B trên 1/4 cộng cho 1/6, đúng không? Gì nữa? Theo lẽ thường là vậy. Mà trong đề bài này thì lại cho hai cái này lại bằng cái biểu thức cuối này. Vậy có nghĩa là A cộng B với A cộng B là què rồi. Như vậy là cái mẫu này chính là cái mẫu 5/x này. Vậy 5/x chính là 1/4 cộng cho 1/6. Đó, đó là như vậy. Rồi từ đây các em quy đồng. 1/4 cộng 1/6 là bằng nhiêu nhỉ? 1/4 cộng cho 1/6 là bằng 5/12. 5/12 là bằng 5/x. Vậy x của chúng ta là bằng 12. X là bằng 12 các em nhé. Rồi, bài toán này xong. Thầy đã chọn 12 qua bài rồi đó. Thầy chỉ dừng lại, thầy giảng cho các em hiểu thôi. Rồi, chúng ta qua cái bài giảng số 3. Là 3 mũ 4 rồi tất cả lại mũ 11. Như vậy là thành 3 mũ 44 các em nha. Rồi nhân cho 3 mũ 17. Ở dưới là 27 là thành 2 là 3 mũ 3 đó. 3 mũ 3 là tất cả mũ 10, vậy là thành 3 mũ 30. Rồi tiếp tục là 9 mũ 15
9 là 3 mũ 2 là mũ 15 nữa là thành 3 mũ 30. Vậy ở trên á là 3 mũ 61. Không. 3 mũ 61. Còn ở dưới là 3 mũ 60. Vậy là bằng 3. Bằng 3 các bạn. Mũ 3 viễn quở là giá 11.000. Vậy mỗi cuốn là 11/3.000. Rồi lại nhân cho 42 thì là bằng 154. Bài này ta dùng định lý Pythagore. Vuông tại A thì BC sẽ bằng là 10 bình cộng cho căn 189 bình là thành 289, rồi lấy căn là bằng 17 các em nhé. Vẽ hình ra làm được liền à. Dễ quá thầy, không có giảng. Bài này các em vẽ ra các em sẽ thấy là bằng 90 độ thôi. Đó chính là đường trung trực ấy. AB sẽ chính là đường trung trực của đoạn MN luôn. Cứ vẽ ra các em sẽ thấy thôi. Tiếp tục. Bài này ta sẽ dùng định lý Pythagore ha. Em dùng định lý Pythagore vẽ nhanh hình. Vẽ nhanh hình. Tam giác ABC có AB bằng 9, BC bằng 15. Pythagore đảo các em. Các em vẽ ra các em sẽ thấy đây là một tam giác vuông ha. Đây thầy lấy cái hình nha. Đâu rồi hình, đâu rồi. Thôi bài này nó đơn giản, thầy khỏi vẽ hình đi. Các em vẽ cái tam giác ra thì sẽ thấy là BC là 15 bình phương là bằng 9 bình phương cộng 12 bình phương là nó thành tam giác vuông ở A đó. Tam giác vuông ở A có AB bằng 9, AC bằng 12, AD thì bằng 2. Như vậy giờ tam giác ABD, tam giác ABD là tam giác vuông ở A nha. Vậy BD là các em lấy 9 bình cộng 2 bình. 9 bình cộng 2 bình là bằng 85. Lấy căn 85 rồi lấy đổi ra số thập phân. Cái chuyên đề về cái bài học về Pythagore thầy đã giảng rất kỹ trong cái khóa học về 73 rồi. Các em coi lại thôi. Rồi đáp án là BD sẽ bằng 9,22. Thử lại một lần nữa coi. AB bằng 9, BC bằng 15, AD thì bằng 2. Rồi góc A bằng 90 độ, Pythagore đảo đúng không? 9 bình cộng 2 bình là bằng 85 nè. Lấy căn 85 là nó sẽ ra là 9,219. Tức là 9,22. Em thấy ngờ ngợ sao nhỉ? Tam giác ABC, AB bằng 9, AC bằng 12, rồi đúng rồi. BC bằng 15, chính xác. D nằm trên AC, AD bằng 2. Ờ đúng rồi. Kỹ quá nó cũng dở mất thời gian các em. Tiếp tục lại dùng định lý Pythagore tiếp các em. Tam giác ABC có đường cao AH. AB thì bằng 13, AH thì bằng 12. Vậy dùng định lý Pythagore các em sẽ tính ra BH là bằng 5 nha. BH bằng 5. Còn AC là 25,5. Dùng khóa học V73 theo định lý Pythagore thì các em sẽ tính được HC 25,5 bình phương trừ 12 bình phương, rồi lấy căn. Như vậy là 22,5, rồi cộng thêm 5 nữa là sẽ bằng 27,5. BC là 27,5. Dùng Pythagore khá nhiều. Câu này thì ta dùng kỹ thuật trong khóa học V71 ta giải cho nhanh. X cộng 2y bằng trừ 2 4x trừ 3y. Cái này trong khoa học V71 nó có kìa. Rồi. Sau khi tìm được x và y, các em lấy chia cho nhau. X chia cho y 4/9. Đáp án là 4/9.
xem lại khóa học V71 ha. Các em đã mò tới vòng này, các em quá nhuyễn rồi. Cái này thầy cũng giải quá nhiều trong V71 và V72. Bây giờ thầy không có giảng nữa, thầy chỉ giảng nháp thôi. A bình phương trên 4 sẽ bằng B bình phương trên 9 và bằng C bình phương trên 16. Như vậy nó sẽ bằng là A bình phương trên 4 nè, thì để nguyên. Còn B bình phương trên 9, các em lấy cái B phần 3 tất cả bình lên là A bình phương trên 9, A bình phương trên 9. Rồi các em lại nhân cả tử và mẫu cho 3, thì chúng ta có là 3 B bình phương trên 27. Còn cái cuối cùng là C bình, C phần 4 cái bình lên là C bình trên 16, thì các em nhân cả tử và mẫu cho 2, 2 C bình trên 32. Rồi lấy A bình cộng 3 B bình trừ 2 C bình sẽ thành trừ 16. Ở dưới bắt chước theo là 4 cộng 27 trừ 32. 4 cộng 27 trừ 32 thì bằng trừ 1. Vậy là bằng 16 ha. A bình phương trên 4 là bằng 16. Như vậy A bình phương sẽ bằng 4 nhân 16. Tương tự B bình phương là bằng 9 nhân 16. Và C bình phương là 16 nhân 16. Rồi đem cộng lại các em. 4 nhân 16 cộng 9 nhân 16. Giờ cộng cho 16 nhân 16. 464. Coi lại khóa học V71, V72 giảng nhiều quá rồi. Rồi bài này là một bài phức tạp. Các em theo dõi cho kỹ ha. Bài này rất khó lắm, không dễ đâu. Bây giờ các em dùng tính chất giải tỉ số bằng nhau, các em cộng lại A1 trừ 1 trên 100 nó bằng, rồi copy ra cho nó nhiều, nó bằng vân vân bằng. Đây là A2 ha. A2 thì trừ cho 2, bên này là A3 trừ 3, dưới này là 98, này là 99, rồi tiếp tục như thế cho tới cái cuối cùng là A100. A 100 thì trừ cho 100, ở dưới còn 1 thôi. Rồi bây giờ các em dùng tính chất dãy số bằng nhau đi. Các em cộng các tử lại ha. Các em cộng các cái tử số lại. Bài này khó quá. Học sinh lớp 7 bình thường là bó tay, nhất là bảng B nữa. Như vậy bảng A sẽ ra khó hơn nữa các em. Cảnh báo cho các em. Như vậy trên tử là sẽ bằng A1 trừ 1 và cộng chỗ này, cộng chỗ này, cộng chỗ này. Như vậy là thầy sẽ lấy A1 cộng A2 ha, cộng vân vân cho tới A100. Rồi thầy sau đó thầy trừ một lần. Hồi nãy trừ 1, trừ 2, trừ 3, giờ thầy trừ một lần nè. Trừ 2, trừ 3, trừ vân vân cho tới trừ cho 100 ha. Còn ở dưới là 100 cộng 99 cộng 98 cộng vân vân cộng cho tới 1 vậy thôi. Giờ nó sẽ bằng tiếp cái gì? Nó bằng tiếp A1 cộng cho tới A100 thì đề cho rồi kìa, là bằng 10.000, 10.001 không? 10.001. Rồi tiếp tục là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ cho tới 100, tức là trừ cho tổng của 1, 2, 3 cho tới 100 đó mà. Còn ở dưới là tổng của 1, 2, 3 cho tới 100. Thì trong khóa học V71 cũng như V73 là thầy đã dạy các em cái cách tính tổng từ 1 tới N, đúng không? Tổng từ 1 tới 100 sẽ được tính theo công thức là 100 nhân 101 chia đôi. 100 nhân 101 chia đôi là sẽ bằng 5050. Coi lại khóa học V71 mà các em đã học với thầy ha. Các khóa học thì thầy vẫn
vẫn làm việc trên cái trang web này các em nhé. Trang web của thầy nè, buonluon.wordpress.com ha. Sắp tới thầy sẽ mở các khóa 64, 74, 84 và 93, 94 để hướng dẫn các em thi vùng tỉnh đối với em đã đậu vùng huyện. Và cuối học kỳ 2 trong hè thầy sẽ luyện thi nâng cao lớp 7, đồng thời là thầy dạy thêm cái chương trình lớp 8 trước luôn ha. Kết thúc mùa hè là các em nắm vững kiến thức lớp 8 là ok rồi đó. Rồi trở lại bài này. Như vậy nó sẽ bằng gì? 10 10 10 0 0 trừ 5 0 5 0 là bằng 5 0 5 0, được chia cho 5 0 5 0 là bằng 1 kìa. Người ta bắt tính cái gì mà 2 100. Như vậy là cái này là bằng 1 nè. Đó, này bằng 1. Chích cái cuối ra. Như vậy suy ra là A100 sẽ bằng 101 kìa. 101 trừ 100 nó mới ra 1. Rồi chia 1 nó mới ra 1 chứ làm sao. Ha. 100 lên 1 ha. Xong. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này mình làm quá nhiều rồi. Coi lại khóa học V71 nó sẽ bằng là trừ 2 cộng 2019, vậy là 2017. Muốn hiểu tại sao coi lại khóa học V71 kênh. Rồi bài thi số 3. Bài thi số 3. 12 con giáp. Con rắn. Giá trị đối với x bằng 1 thì x sẽ bằng 1 hoặc trừ 1. Mà lúc bình phương hay mũ 4 lên đều bằng 1 hết. Vậy là 4 x 1 trừ 3 x 1 trừ 2 sẽ thành âm 1. Một câu xong. Bài này cũng dễ thôi các bạn, thầy hướng dẫn luôn. Rồi. Chà, cái bài này khủng khiếp quá hả? Khó hiểu quá. Mà phải tham gia cái khóa học thầy giảng nè. Cái khóa học V71, V72, V73 gì đó thì các em mới may ra thuộc được công thức đó. Trang web của thầy đây các em nhé, buonluon.wordpress.com. Trở lại bài. Theo đề ta có A trên 2B sẽ bằng B trên 2C sẽ bằng C trên 2D và bằng D trên 2A. Rồi, ta dùng tính chất dãy số bằng nhau cộng tử lại A cộng B cộng C và cộng cho D. Còn ở dưới là nó sẽ 2B cộng 2C cộng 2D cộng 2A, tức là 2 lần cái tổng của A cộng B cộng C và cộng cho D. Rồi giờ kem là rút gọn tử và mẫu, nó sẽ ra là 1/2. Không. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Vì trên 2B để cho đó bằng 1/2, thầy trích cái đầu tiên với cái cuối cùng bằng nhau ra thì làm việc nè. Như vậy là kem nhân chéo lên, kem sẽ có 2 lần A sẽ bằng 2 lần B, 2 lần A bằng 2 lần B, tức là A bằng B, đúng không? Đó. Vậy A bằng B, tương tự B bằng C, C bằng D và D bằng A luôn. Tương tự suy ra A bằng B bằng C bằng D, 4 này bằng nhau hết. Vậy lúc đó A lớn sẽ bằng gì? Chữ nào thực ra mình cũng đưa về chữ A mình làm. A bằng B bằng C bằng D mà. Vậy cái tử nó sẽ bằng là 2011 2011A trừ cho 2010B, tức là 2010A luôn đó. B bằng A mà. Ở dưới là C cộng D thì thầy ghi A cộng A luôn. C và D đều bằng A và bằng B, nói chung tất cả bằng nhau. Riêng cái này thôi, riêng cái đầu tiên thôi, thầy đang tính cái phân số đầu tiên nè. Còn mấy ba cái thằng này cũng tương tự thôi. Riêng cái đầu tiên là thầy tính ra là 2011 lần A trừ cho 2010 lần A thì sẽ bằng 1 lần A.
ở dưới a cộng a là 2 lần a, a rút a là cộng 1/2. Như vậy cái phân số đầu tiên này là 1/2, thì cái này cũng 1/2, cái này cũng 1/2, cái này cũng 1/2. 4 cái 1/2 cộng lại thì sẽ ra 2. Tìm các số nguyên tố AB nhỏ nhất sao cho cái đó bằng 1. Dễ thôi. Cái này các em nhẩm các em thấy A bằng 3, B bằng 2. Số nguyên tố 3, 3 bình là 9, 2 bình là 4, 4, 2, 8, 9, 8 bằng 1. Đó. Điểm H nằm trên trục tung và có tung độ bằng 5. Điểm nằm trên trục tung thì phải có hoành độ bằng 0. Hoành độ là số đứng trước, tung độ là số đứng sau. Vậy đó là điểm có tọa độ là 0,5 nhé. Con gà. Chà. Cái này nếu bí các em có thể bấm máy tính nha. Nếu bí các em có thể bấm máy tính. Nó hơi thô thiển một chút nhưng mà bí thì mình bấm máy tính. Kết quả của bài này sẽ ra là, bài này sẽ ra 1/10 các em. 1/10 ở dưới gấp 10 lần ở trên tử. Một hình chữ nhật có chiều rộng 20, đường chéo dài 52, dùng Pythagore thôi. 52 bình trừ 20 bình rồi lấy căn. Lấy căn. Lấy căn sẽ ra 48 nha. Tiếp tục. Rồi. Bài này ta giải nhanh như sau. X trên 2 là bằng 2y trên 3. Như vậy suy ra là gì? X trên 2 sẽ bằng y trên 3/2. Rồi, từ đây ta suy ra tiếp là x phần 2 bằng y phần 3/2 bằng bao nhiêu thì đặt bằng k đấy. Không? Từ đây các em suy ra là x sẽ bằng 2k, 2 nhân k đó. Còn y thì sẽ bằng 3/2 nhân k. Cái kỹ thuật này thầy dạy nhiều ở trong khóa học V71, V72 đó các em nhé. Mà theo đề thì x nhân y là bằng 27. X nhân y bằng 27 tức là 2k rồi nhân cho 3/2. 3/2k là bằng 27. 2k nhân 3/2k thì 2. 2 trên này rút gọn với 2 dưới này là hết, để còn 3k bình phương. 3k bình phương bằng 27. Từ đây suy ra là k bình phương sẽ bằng 27 chia 3 là bằng 9 nhé. K bình phương bằng 9 kìa. Còn x bình phương cộng cho y bình phương này thì nó sẽ bằng 2k bình phương, đúng không? 2k bình phương cộng cho 3/2 k tất cả bình phương. Tiếp tục, 2k bình phương là bằng 4k bình phương, 2k tất cả bình. 2 bình là 4, k bình là k bình. Và bên kia là bằng 9/4. 9/4 k bình phương. Các em cộng lại, 4 lần k bình phương cộng 9/4 lần k bình phương. 4 cộng 9/4 thì nó sẽ bằng 9. Xin lỗi, cộng nhân nó mới ra 9. 25/4. 25/4 k bình phương. Mà k bình phương là bằng 9 các bạn. Không. Như vậy là nó bằng tiếp cái gì? 25/4 nhân 9 ha. 25/4
nhân cho chính. Rồi máy tính bấm đi. 25/4 nhân 9. 56,25 kìa. 56,25. Đó là đáp án cuối cùng. Số thập phần gọn nhất ha. Con rồng. Cho hình vuông AB bằng 10. Thầy vẽ cái hình cho các em coi. Hình vuông thôi, đây. AC cắt BD, đặt tên là A, B, C và D. AC cắt BD tại O, đặt tên đó. Rồi thầy xóa cái màu này đi cho nó đỡ rối mắt. Rồi các em hoàn toàn thấy được là cái góc này là vuông nè. Đây là vuông, đúng không? AB bằng 10. AB là bằng 10. Người ta bắt tính AO. Giờ thầy gọi AO là bằng x đi. Thì AO bằng x thì OB cũng bằng x, nhìn là thấy mà. Rồi các em xét cái tam giác AOB, ta dùng định lý Pythagore thôi. Đó. Dùng định lý Pythagore trong tam giác này, các em sẽ có điều gì? Các bạn sẽ có một cái công thức thu được từ định lý Pythagore. Đó là x bình phương cộng x bình phương thì sẽ bằng 10 bình phương. Nắm được không? Đó, thầy nói tới đó các em hiểu rồi. Cái con chuột này nó làm sao sao bực dễ sợ. Rồi x bình phương cộng cho x bình phương là bằng 10 bình phương. Như vậy là ta suy ra là 2 lần x bình phương sẽ bằng 100. Hay nói cách khác là x bình phương là bằng 50. Như vậy x sẽ bằng căn của 50 đi. Mà căn 50 thì nó xấp xỉ bao nhiêu? AO là căn 50 á, xấp xỉ 7,07 nha. 7,07. Còn hai câu nữa. Cho tam giác ABC vuông A, các em vẽ hình nhanh coi. ABC vuông A nè, có góc C bằng 60 độ. Như vậy là nó thành nửa tam giác đều rồi. Trên tia đối của tia AC lấy AD, khi đó góc DBC bằng 60 độ luôn. À, đúng nửa tam giác đều. Thầy sẽ ra cái khóa học về bài 4 dạy về cái chuyên đề nửa tam giác đều cho các em một cách kỹ càng ha. Này, thầy có một tam giác vuông, thầy vẽ lại hình. Tôi vẽ ra ngoài luôn đi. Đây, thầy có tam giác vuông. Tam giác ABC vuông tại A. A như đây là A. Góc C bằng 60 độ. C bằng 60 độ. Góc B thì dĩ nhiên là bằng 30 độ rồi. 60, 30, tự tính mà, 90. Không, đây 90 nè. Đây 60 nè. Đây 30. Rồi trên tia đối của tia AC, các em nới ra một đoạn nữa cho nó bằng với AC. Này đặt tên là D. Lúc đó tam giác DBA sẽ bằng tam giác CBA. Hai tam giác này bằng nhau. Thì
theo trường hợp cạnh góc cạnh. À. Theo đề bài cho thì cạnh AC là bằng cạnh AD, rồi góc 90 bằng 90 thì vuông góc mà, thì hai góc đó đều bằng 90, cạnh là cạnh chung, hai tam giác này bằng nhau ha, thì lúc đó là góc trên này cũng bằng góc dưới này bằng 30 độ, hai góc tương ứng, vậy DBC sẽ bằng 60 ha. 30 cộng cho 30 là thành 60. Rồi vẽ hình bài này coi. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao là AH, tia phân giác của góc C. Ở bài này cũng hay các bạn. Thầy vẽ cái hình ra cho dễ nói chuyện. Lấy hình này luôn, lấy hình này đi luôn ha. Rồi cho bên này là B đi, cho bên này là C. Vuông ở A có đường cao là AH. Rồi đây 90 độ vuông nè. Rồi góc này cũng vuông nè. Để cho mà. Xóa đi cho nó đỡ rối. Điểm này là H. Vẽ tia phân giác góc C. Tia phân giác góc C thì kéo ra. Đó. Rồi vẽ tia phân giác của góc BAH để kéo ra. Hai tia phân giác cắt nhau tại Y. Đây là điểm Y. Tính góc AIC. Rồi bây giờ nhìn trục kỹ nè các em, tôi không hiểu nè. Góc BAH. Góc BAH là cái góc này nè. Đó. Nó sẽ bằng cái góc C to này. Bây giờ thầy gõ ra đây các em mới hiểu được. BAH cộng cho góc HAC sẽ bằng 90 độ ha. Tiếp tục là góc ACH. ACH nó cộng cho HAC cũng bằng 90 độ. Các em tự suy ngẫm đi. BAH cộng HAC bằng 90 độ mà ACH cộng HAC cộng 90 độ. Từ đó các bạn suy ra là góc BAH sẽ bằng góc ACH. Không. Góc BAH sẽ bằng cái góc ACH. Như vậy nửa góc BAH. Nửa góc BAH cũng bằng nửa góc ACH. Đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là góc IAH. Các bạn ạ. Góc IAH là sẽ bằng góc ICA. ICA. Đó. IAB chứ. IAB là góc IAB là nửa góc BAH đó. Thì nó cũng bằng nửa góc ACH, tức là bằng góc góc này ha. Cái góc này nè, đó nó sẽ bằng cái góc trên này. Đó. Mà góc này cộng với góc IAC bên cạnh là vừa khít một cái góc vuông. Vậy có nghĩa là cái góc này cộng với góc IAC là thành góc góc vuông 90 độ. Vậy lúc đó góc Y này sẽ bằng 90 độ các em nhé. Hơi khó hiểu không? Rồi, thầy nhắc lại. Góc BAI cộng với lại cái góc IAC là vừa khít bằng 90 độ. Mà góc BAI thì lại bằng cái nửa góc này, bằng góc này. Như vậy là cái anh ACI cộng với anh IAC là bằng 90 độ. Hai góc nhọn này cộng bằng 90 độ thì còn sót cái góc Y này cũng sẽ bằng 90 độ thôi. Theo định lý tổng ba góc. Ha. Vậy là bằng 90 các bạn ha. Rồi, các em nhớ đăng ký cái khóa học V74 mà sắp tới thầy sẽ mở đối với những em đã đậu vòng thi cấp tỉnh ha, à vòng thi cấp huyện. Chúng ta sẽ tiếp tục thi vòng tỉnh. Vậy nhé.
chào mấy kem.